Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Sáu ngày 25 tháng 3 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin Putin ra tay, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Sergei Shoigu mất tích. Tình hình chiến sự ở Ukraine ngày một khốc liệt. Tổng thống Nga Putin hiện nay đang đối phó với thủ trong giặc ngoài, bởi bản chất là cuộc chiến phi nghĩa nên thế giới chống lại Putin là điều mà ai cũng có thể nhận thấy. Đấy là bên giặc ngoài. Chính vì hành động này của Putin mà các cường quốc kinh tế bao gồm Mỹ, phương Tây đang siết chặt vòng vây cấm vận kinh tế với Nga, làm cho nước này chìm sâu trong khủng hoảng. Việc phát động cuộc chiến tranh phi nghĩa tại Ukraine cũng làm cho hàng vạn binh lính bỏ mạng vô ích ngoài chiến trường. Đây là nỗi đau vô cùng lớn đối với những gia đình quân nhân của Nga. Nếu là người có lương tri thì không ai ủng hộ cuộc chiến này cả. Trong bộ máy chính quyền của Putin, chắc rằng cũng có rất nhiều người không đồng tình cuộc chiến này. Tuy nhiên, vì nhiệm vụ, họ vẫn phải làm những gì họ mong muốn, không mong muốn. Người được cho là không ủng hộ cuộc chiến này là ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. Một người đứng đầu quân đội mà không cùng chí hướng với ông Putin thì rõ ràng đây là cản lực lớn cho tham vọng xâm lược Ukraine của ông Putin. Hiện nay, các nước NATO và các khối châu Âu cùng Mỹ đang ngày càng tung ra những gói cấm vận với Nga. Và cũng theo nhiều nguồn tin từ báo chí quốc tế thì Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã không xuất hiện trước công chúng kể từ ngày 11 tháng 3. Vì vậy, ông đã không được nhìn thấy trong 12 trong số 28 ngày diễn ra cuộc chiến ở Ukraine. Đây là điều rất bất thường, vì trong cuộc chiến này vai trò của ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng là rất lớn. Đương nhiên, có lẽ thỉnh thoảng ông phải lên truyền hình để cổ vũ, nhưng điều đấy đã không diễn ra. Được biết, ông Shoigu thường rất tích cực trên các phương tiện truyền thông từ trước đến nay. Khi ông đến Bộ Quốc phòng, số lượng nhân viên trong ngành báo chí tăng lên rất mạnh và cơ quan này bắt đầu chú ý nhiều đến các hình ảnh của mình trước công chúng. Một con người có thói quen lên truyền hình như thế mà giờ đây lại mất hút 12 ngày thì là chuyện hết sức bất thường. Có chăng ông chỉ xuất hiện rất nhanh ở hình ảnh đâu đó rồi lại mất hút. Đây là hình ảnh kênh Fox News thông tin Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga mất tích. Các nhà báo điều tra Nga từ Barcelona đến các nhà báo khác đã nói trên tờ Pravda rằng từ trước ngày 11 tháng 3 thì ông Shoigu thường xuất hiện trên các thông tin gần như mỗi ngày. Và cũng có tin cho rằng trong số những người tùy tùng của ông Shoigu cho biết ông Shoigu có sức khỏe không tốt. Ông ta có vấn đề bị bệnh tim. Được biết, lần cuối cùng người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga xuất hiện trên bản tin là ngày 11 tháng 3. Có một đoạn video trong đó ông Shoigu trao giải thưởng nhà nước cho những người chiếm đóng Ukraine đã tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt là cách nói của Nga, và thực tế đây là cuộc chiến tranh xâm lược của Nga. Vào ngày 18 tháng 3, ông Shoigu đã được nhắc đến trong một tuyên bố trên trang web của Điện Kremlin cho biết Tổng thống Vladimir Putin đã thảo luận về tiến trình của hoạt động đặc biệt ở Ukraine, tức là xâm lược, với các thành viên thường trực Hội đồng Bảo an. Theo báo cáo, Shoigu có mặt trong cuộc họp, không có video hoặc hình ảnh từ cuộc họp được xuất bản. Cũng theo những thông tin trên tờ báo Pravda, thì vào ngày 18 tháng 3, kênh truyền hình Channel One đã phát sóng câu chuyện về việc ông Shoigu trao giải. Chuyện kể rằng, sự kiện xảy ra vào ngày hôm nay, nhưng hình ảnh trong chuyện giống hệt một đoạn video đăng trên trang web của Bộ Quốc phòng nước này vào ngày 11 tháng 3, tức là trước đó rất lâu rồi. Cũng theo các nhà điều tra, ông Shoigu không phải là người duy nhất mất tích. Kể từ ngày 11 tháng 3, không có sự kiện nào được báo cáo có sự tham dự của tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Nga Sergei. Theo tình báo Ukraine, những người duy nhất có quyền lực ở Nga ủng hộ cuộc chiến ở Ukraine là Putin và Shoigu. Tuy nhiên, việc ông Bộ trưởng Quốc phòng Nga mất tích đang dấy lên làn sóng cho rằng giữa ông và Putin đang có bất đồng nghiêm trọng. Đây là hình ảnh tờ báo Pravda cũng đưa tin về trường hợp ông Sergei Shoigu mất tích. Để có được vị thế độc tài, độc tôn ngày nay, ông Putin đã không biết bao nhiêu lần triệt hạ đối thủ chính trị của mình, mà đặc biệt là với những phương thức rất mờ ám. Hơn 22 năm trước, khi đó ông Putin mới lên cầm quyền là giai đoạn ông ta không được thế lực vững chắc như bây giờ. Khi đó, các tài phiệt về năng lượng, tài chính nắm bắt một lượng lớn nguồn tài nguyên, chiến lược của nước Nga.
họ sở hữu quyền phát ngôn, đóng vai trò chủ chốt trong các hoạt động định hướng dư luận. Trong khi đó, cơ quan chính phủ lại khá mềm yếu và bù nhìn. Mặc dù khi đó ông Putin là ứng cử viên được người tiền nhiệm đóng tổng thống Yeltsin nhắm tới, nhưng trong môi trường tài phiệt điều hành chính trị, quyền lực tổng thống của Putin cũng bị hạn chế đi rất nhiều. Các nhà tài phiệt Nga được biết với tài sản hàng chục tỷ đô la trong và ngoài nước, với việc mua sắm những du thuyền và biệt thự ở khắp nơi trên thế giới. Và để xây dựng trật tự, đẩy mạnh pháp chế, ông Putin đã yêu cầu các nhà tài phiệt xa rời chính trị. Tuy nhiên, các nhóm nhà tài phiệt có máu mặt với đại diện là nhà tài phiệt Mikhail lại thể hiện thái độ cứng rắn, quyết đấu với tổng thống đến cùng. Tỷ phú này đã tài trợ cho phe đối lập, cáo buộc đội ngũ lãnh đạo cấp cao của Điện Kremlin. Đến ngày 19 tháng 2 năm 2003, ông Putin khi đó là Tổng thống Nga ra lệnh tổ chức hội nghị liên minh các nhà doanh nghiệp thành công của doanh nghiệp Nga tại Điện Kremlin, mới diễn ra màn Tổng thống phản kích. Ông Putin đã dùng quyền lực tuyệt đối của người đứng đầu hành pháp đã khởi động cuộc điều tra vụ án liên quan đến công ty dầu khí Yukos vào tháng 10 năm 2014. Mikhail bị bắt trên máy bay tư nhân. Chờ đợi ông ta là mức án 10 năm tù giam, và các nhà tài phiệt khác cũng lần lượt xa rời chính trường hoặc tháo chạy khỏi nước Nga. Đây là hình ảnh điệp viên Alexander bị đầu độc bằng polonium 210 tại Anh Quốc. Vào năm 2006, Litvinenko là một cựu điệp viên Nga đã chết sau khi uống phải chất phóng xạ polonium 210 trong trà của mình tại một khách sạn ở London. Nước Anh đã điều tra cái chết của Litvinenko và thêm đêm đó mà không thể kết luận nhà nước Nga có chịu trách nhiệm về vụ giết người này hay không. Đây là vấn đề chính trị và ngoại giao. Nếu kết luận Putin ra tay thì đẩy quan hệ giữa Nga và Anh trở nên xấu đi. Vào năm 2018, điệp viên Nga Sergei và con gái bị đầu độc giữa trung tâm thành phố Zabivus, tây nam của nước Anh. Cảnh sát Anh thu thập được hơn 240 nhân chứng và 200 bằng chứng, nhưng họ vẫn ngại công bố vì yếu tố ngoại giao và chính trị. Vào năm 2020, chính trị gia đối lập người Nga Alexander Navalny đang hôn mê tại một bệnh viện ở Siberia. Vào ngày 20 tháng 8, sau khi uống một tách trà mà người phát ngôn của ông nói là bà tin là đã bị tẩm thuốc độc. Được biết, ông Alexei Navalny là người chỉ trích gay gắt Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Navalny bắt đầu cảm thấy không khỏe khi từ Tomsk, Siberia trở về Moscow bằng máy bay vào sáng ngày 19 tháng 8. Ông lực cáng rời khỏi máy bay sau khi hạ cánh khẩn cấp xuống Osp. Đấy là những gì mà Putin có thể làm. Có thể nói quyền lực càng lớn, con người càng tha hóa, càng độc tài và càng ác hơn nhiều. Với Putin thì không gì là không có thể. Không ai được sống nếu đe dọa đến ngai vàng của ông ta. Vì vậy, việc mất tích nhiều ngày của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Sergei Shoigu mới làm người ta nghĩ ra thuyết âm mưu theo chiều hướng như vậy. Kính mời các bạn xem bản tin kho vàng vô dụng của Nga. Để chuẩn bị tài chính trong trường hợp xảy ra xung đột với phương Tây, Nga đã chuyển một phần đáng kể dự trữ ngoại hối từ USD sang vàng. Hơn 2.000 tấn vàng và kim loại quý được cất giữ trong các kho của Ngân hàng Trung ương, và trong trường hợp khẩn cấp, chúng cho thấy là không thể bán được, bởi vì khi Nga gây ra chiến tranh xâm lược Ukraine, Nga bị cấm vận, các nước không ai dám mua. Đây là hình ảnh ông Putin trước đó đã đến xem kho vàng rất lớn của mình. Từ lâu, Nga đã chuẩn bị cho cuộc chiến chống Ukraine cũng như các biện pháp trừng phạt mà phương Tây sẽ áp đặt. Việc chuẩn bị này cũng bao gồm việc xây dựng một kho vàng khổng lồ cho ngân hàng của Trung ương Nga. Kể từ năm 2014, khi Nga chiếm Crimea của Ukraine và các quốc gia phương Tây áp đặt các lệnh trừng phạt vừa phải so với hiện tại, thì Ngân hàng Trung ương đã mua hơn 1.000 tấn vàng. Đồng thời, các cơ quan quản lý tiền tệ ở Moscow đã giảm bớt số lượng đô la Mỹ của họ để độc lập hơn với hệ thống tài chính của Mỹ. Theo thông tin chính thức, kho vàng đã lên đến tổng cộng khoảng 2.300 tấn, được cất giữ hoàn toàn ở Nga, chứ không phải như kho dự trữ của các ngân hàng trung ương khác, một phần ở trung tâm giao dịch quốc tế như London hoặc New York, Mỹ. Đây là hình ảnh
Ngân hàng Trung ương Nga, nơi đang cất giữ 2.300 tấn vàng. Bây giờ chiến tranh thì đã đến. Ngân hàng Trung ương Nga không còn tiếp cận được khoảng một nửa trong tổng số 600 tỷ đô la dự trữ ngoại hối do các lệnh trừng phạt của phương Tây. Ngược lại, lượng vàng dự trữ trong kho riêng trị giá tới 140 tỷ đô la được bảo vệ khỏi sự xâm nhập của nước ngoài, nhưng phần lớn bây giờ đã trở nên vô dụng. Mục đích của dự trữ ngoại hối bao gồm vàng của Ngân hàng Trung ương là để bảo vệ đồng nội tệ không bị mất giá trị trong trường hợp khủng hoảng. Chẳng hạn, bằng cách mua đồng rúp bằng đồng đô la, euro hoặc vàng, Ngân hàng Trung ương đã tạo ra nhu cầu và do đó hỗ trợ tỷ giá hối đoái. Nhưng với việc giữ trữ đồng đô la và đồng euro đã bị đóng băng, Nga có thể gặp khó khăn trong việc bán một lượng vàng rất lớn này. Các công ty đều từ chối mua vàng của Nga vì sự bị Mỹ và các nước tương phương Tây cấm vận. Đây là hình ảnh các nhà giao dịch kim loại quý và vàng không dám mua vàng của Nga. Theo nghị quyết trừng phạt, các tổ chức của Anh, châu Âu và Mỹ hoàn toàn không được phép kinh doanh với Ngân hàng Trung ương của Nga. Điều này có hiệu quả loại trừ Nga khỏi các địa điểm giao dịch vàng lớn như chợ vàng thỏi tại London. Tuy nhiên, theo báo cáo của tạp chí Bloomberg, các nhà kinh doanh vàng và ngân hàng ở các nước khác cũng tránh vàng của Nga. Một mặt vì nó khó có thể bán lại trên thị trường phương Tây, mặt khác vì sợ cái gọi là các lệnh trừng phạt thứ cấp. Một đề nghị vì biện pháp trừng phạt như vậy đối với tất cả những người mua bán vàng của Nga ở bất kỳ quốc gia nào đã được Thượng viện Hoa Kỳ phê duyệt. Thị trường khó có thể tiêu thụ số lượng vàng lớn như vậy. Về lý thuyết, Ngân hàng Trung ương vẫn có thể sử dụng vàng của mình, ví dụ như họ có thể tìm cách bán nó cho các ngân hàng trung ương khác. Cũng giống như Nga, các quốc gia khác đã bổ sung vàng vào kho dự trữ của họ trong những năm gần đây và có thể quan tâm đến việc mua vàng thêm. Ví dụ như Ấn Độ hoặc Trung Quốc được nhắc đến nhiều lần trong các báo cáo trên các phương tiện truyền thông. Tất nhiên, số lượng vàng lớn hơn có lẽ chỉ được mua từ Nga với mức giá giảm rất nhiều. Một lựa chọn khác là bán vàng trực tiếp thông qua các ngân hàng hoặc đại lý của Nga cho người dân Nga. Nhiều người Nga dường như quan tâm đến việc đổi đồng rúp của họ lấy vàng vì lo lắng cho tài sản của mình. Ngân hàng Trung ương có thể cố gắng thiết lập một loại bản vị vàng cho đồng rúp. Tuy nhiên, điều đó sẽ hạn chế nghiêm trọng chính sách tiền tệ và thời điểm mà chính phủ có thể cần phát hành đồng rúp mới để tài trợ cho cuộc chiến tranh dường như sẽ kéo dài sắp tới. Đây là hình ảnh Trung Quốc có thể mua vàng của Nga với giá siêu rẻ. Tuy nhiên, điều này chưa diễn ra vì Trung Quốc cũng sợ bị cấm vận. Đối với một số chuyên gia, tình thế tiến thoái lưỡng nan của Nga cho thấy vàng đã được đánh giá quá cao như một loại tiền tệ dự trữ cho các ngân hàng trung ương, đặc biệt là ở Nga. Các nhà kinh tế Đại học James và Pendan từ Đại học Princeton viết trên tờ Financial Times cho rằng thời đại tôn sùng vàng có lẽ đã qua. Cuối cùng, vàng không phải là một nguyên liệu quý mà là một phương tiện thanh toán mà giá trị của nó chỉ phụ thuộc vào sự sẵn sàng chấp nhận của mọi người. Trong trường hợp dự trữ của Nga, sự sẵn sàng này là một vấn đề chính trị và do đó nó cũng phụ thuộc vào lệnh trừng phạt. Chuyên gia tiền tệ Florian từ bộ phận nghiên cứu tương lai của München tại Đức chỉ ra rằng ngay cả khi không có các biện pháp trừng phạt sẽ khó có thể sử dụng một lượng vàng như vậy ở Nga để ổn định tiền tệ. Ông Ken viết trang tweet rằng thị trường vàng toàn cầu không đủ thanh khoản để tiêu thụ một phần đáng kể trong số 2.000 tấn vàng của Nga. Hậu quả là vàng sẽ sụt giá. Hóa ra kho báu trị giá 140 tỷ đô la này sẽ tan biến trên giấy nếu nó thực sự được sử dụng đến.